của tất tổ sách đá bóng nó giờ tất tổ sách đá bóng trên để nó giờ Hà Nội trên để nó lấy tất tổ đá ở sân vận động Mỹ Đình của Hà Nội nữa thì sách nó chỉ giàu dành nó giờ chỉ của vô cho Flecam một sách kiện trực tiếp trong trả lúc sân nó bắt sách nè thì sách đồng lý chắn nên nó cũng bắt một sách nhờ để nó tất tổ lấy tất tổ đầu trực tiếp á. Ok. Ô, Can Lũ ở điều khiển đó. Điều khiển. Ai, đi. Để xin nó. Cho phải lấy cam một. Sai íp lìa. Thế à, là đám bóng nó đi trả nhá. Rồi. Xin nó phải lấy cam. Bật phải lấy cam đi. Rồi. Nhớ là nó cách tầm khoảng 5 cây số nè. Chị một xếp bột giò vì tiêu nền trải thế chị. Một xếp bỏ lấy trả thì phải sáy lên đó nè. Mà nó luôn tu cú chỉ chua ca thế rồi. Chị một xếp xong lấy trả. Bây giờ mùi của chơi cho bé mù với cho bé mù sẽ là sân vận động Mỹ Đình sẽ là tất tỏ đá bóng đi chán à. Ok. Take off. Ok, chị tài xin nói chị cứ cho một cái sai nè. Một lo. Ok. Ta tầm mù lần á. Ok. Ta tầm mù lần á. Ok, tại xin nói chị là sẽ kế hẳn là nó nãy giờ chị nhớ cái mũi thô là vô sẵn đã nó ná chị sẽ bên đi mình sẽ bên động Mỹ Đình chị lũ ở chị cắt lũ bên đảo nó ná sẽ bên động Mỹ Đình chị cắt lũ bên đảo nó ná chị tại xin nói chị của gia máy bay sẽ xếp vào sau nó sữa đấy thì mà mũ sẽ đi chạy giờ chị mũ sẽ sai gì nơi đấy thế nè, thì nó có ta tỏ một tốc độ 50 km/h, đó, sân vận động Mỹ Đình là nó đó, Hà Nội tròn tu chỉ trong liên nó nè, đó, từ nó chỉ cụ tí ra mù đấy thì ít km là nè, đó là nó chỉ chúa họ đấy theo chế cú cho phần lực cam mù chế sẽ cho lấy trả dọ vì tiêu cú nhau non rần trải thế na chế tê rổ dụng mù chế tàu rê na chế muốn đến đếch sái xứ này dọ thế chế có bếp bỏ thì lỡ tá tổn tàu bó hầu rồi lấy trả nó na dọ đó chế cắn luôn đó na lúc này giờ sẽ mới động Mỹ Đình Hà Nội na ta sẽ nó cú lúc phần lực cam tá tổn mù rê rê là thế bếp sẽ đợi nê yêu bỏ tiền lấy đào bỏ đi trả nó giờ. Tại sao nói chỉ cú lú phải lấy cam hai tiền giờ chưa lo hành nó nãy giờ. Chỉ bỏ tiền tôi bỏ lo nà thế, bà ta chỉ cú lo nà thế nãy giờ. Chỉ trợ lý của sai bỏ này nói chỉ men chỉ bỏ huất. Chỉ cú lú máy thông báo tiền sống kém nó nãy giờ vì tiền. Vì thế cú nhớ trận trải của hậu nó giờ chị muốn trải đau giả thì hậu đại chiến tao thôi là chị sống yếu chị trong người cho tao rong rồi thế đó xem bên đồng Mỹ Đình Hà Nội nó đó
Addy mode. Đó, chị cứ lúa à, máy bay thông báo. Ờ. Chị ta xin nói chị cũng chuyện một tàu. Chị nói xin này giờ. Go home. Đó, chị à. À. Một tàu bỏ lý nó xin à. Ok, chị một chiếc tàu rồi. Đó, trên một chiếc tàu là nó mất sóng rồi. Ok, chị cứ ra một đế thầu nó giờ chị bóng sống chị. Lúc mà em bay lúc mà em bay nó tự động ra cái lò nó. Chị nó tắt tỏ lò rồi nó giờ. Ừ. Chị cho nó giờ cho kỹ nó, chị mồ bóng để chị nó ra cái lò tàu nó giờ thì cho chị kỹ chị. Lò chị tàu đi nó nè. Đó. Và ta mồ mồ chị cũng thích bó thì nó mồ từ lò. Chị xin mà. Trong cầu chỉ có lò tàu thế. Chỉ đế đế chỉ chỉ chụp cá mù thế này giờ. Lý khẩu quanh rồi anh em ơi. Xin nói chị cũng mà bay tá tỏ lò. Camera vào cái